5 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2018 từ Huế về khu du lịch Gành Ráng tỉnh Bình Định, chiều dài 397 km. Vào trạm vận chuyển đường hầm Hải Vân. Đây là trạm vận chuyển xe máy, xe đạp và người đi bộ qua đường hầm. Hầm Hải Vân với chiều dài 6,28 km là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á xuyên qua đèo Hải Vân. Nó nằm trên quốc lộ 1 nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Hầm khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2000 và được khánh thành vào tháng 6 năm 2005. Tới địa phận thành phố Đà Nẵng, phía trước là cầu vượt ngã ba Huế, rẽ phải vào đường Trường Chinh. Qua cầu Vĩnh Điện thuộc phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Đây là thôn Thanh Chiêng, Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Nơi đây có đền Thánh An Đê Phú Yên, xưa kia gọi là nhà thờ Phước Kiều. Ngày 26 tháng 7 năm 1644, tại đám ruộng tại thôn Đông Khương gần đền Thánh Andre bây giờ, thầy Andre quê Phú Yên đã bị ông nghèo bộ kết án tử hình vì không chịu bỏ đạo. Nơi đây nhà truyền giáo Francisco de Pina, người Bồ Đào Nha, đặt nền móng đầu tiên cho bản chữ cái tiếng Việt, và cha Alexandros là người hoàn thiện và cho xuất bản cuốn từ điển Việt Bồ Đào Nha Latin đầu tiên khai sinh ra chữ Quốc ngữ chúng ta dùng hiện nay. Đằng sau nhà thờ có 3 ngôi mộ vô danh kiểu mộ rùa mà theo nhiều người dân Thanh Chiêm suy đoán, một trong 3 ngôi mộ đó là của giáo sĩ Francisco de Pina. Trong đó có ông Đinh Trọng Tuyên, sinh năm 1938, tại Thanh Chiêm 2, Điện Phương, Điện Bàn, người có viết cuốn sách Dinh chấn Thanh Chiêm, Quảng Nam. Ông Đinh Trọng Tuyên lập luận kiểu mộ rùa thịnh hành vào thế kỷ 17-18 trùng với thời của giáo sĩ Pina. Người dưới mộ không phải là người địa phương bởi đây là đất của nhà thờ chỉ dành cho các giáo sĩ. Từ năm cha Pina mất 1625, không thấy cha đạo nào ở đây mất nữa, nên rất có thể một trong 3 ngôi mộ kia có mộ của giáo sĩ Pina. Sau khi mất, người ta đã chôn cất ông ở nơi tiểu giáo đường do chính ông lập nên. Qua cầu Tường An đi, qua cầu Tường An đi đường nào? Cầu Tường An, Tường An 1, Tường An 2 hả? Ba đây này, đi thẳng đây. Đi Thánh Đồ về. Dạ, cảm ơn. Đi về Quy Nhơn á. Đi về phía Quy Nhơn á, tới đi đường đây cầm rồi. Đi đường đây cầm đóng vai. Đi đường đây này, đi đường cũ này. Đây đường cũ hả? Rồi cảm ơn anh chạy rồi đúng không? Dạ. Chị đã cho hỏi thăm đường vào chủ viện lòng sông á, đi đường nào? Dạ, nhà thờ lòng sông á. Đi này á? Dạ. Dạ. À, qua cầu gỗ hả? Dạ, cảm ơn này.
À, chị cho hỏi đường vào nhà thờ Lòng Sông á. Dạ, cảm ơn chị dạ. Trung viện Lòng Sông hay còn gọi là nhà thờ Lòng Sông, tòa lạc tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, được xây dựng từ năm 1864. Chủng viện cũng là nơi đặt nhà in Lòng Sông ở Quy Nhơn năm xưa, trở thành một trong ba cơ sở in sách quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Theo một số thông tin, nơi đây trước kia có tên gọi là nhà thờ Làng Sông vì bao quanh là vùng ruộng đồng, sông nước. Nhưng rồi tấm biển đề ở cổng nhà thờ qua thời gian bị phai mờ, nên khi sửa lại, theo phát âm của người địa phương, chữ làng được chuyển thành lòng và tên gọi đó được giữ cho đến bây giờ.
5:30 ngày 16 tháng 5 2018 tham quan cầu Thị Nại, nhà thờ đá, mộ Hàn Mặc Tử. Cầu Thị Nại hay còn gọi là cầu Nhân Hội, được cho là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, cầu dài gần 7 cây số nối thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai, gồm cầu chính vượt đầm Thị Nại dài gần 2,5 cây số, rộng 14,5 m. 5 cầu nhỏ qua sông Hà Thanh và đường dẫn hai đầu cầu. Công trình xây dựng cầu Thị Nại được khởi công vào tháng 11 năm 2002 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2006. Nhà thờ đá Gành Ráng có tên đầy đủ là Trung tâm Thánh Thể và Thánh Mẫu Gành Ráng thuộc giáo phận Quy Nhơn. Các tài liệu, nhà thờ đá được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 2 năm 1963 và khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 1964 do Linh Mục Phạm Châu Diên đứng ra xây cất. Sau 40 năm trải qua mưa nắng gió biển vào mòn, nhà thờ đã có một thời gian xuống cấp hoang phế. Năm 2005, nhà thờ được tái thiết lại và khánh thành ngày 2 tháng 2 năm 2007. Thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan. Đường vào mộ phần thi sĩ Hàn Mặc Tử tại Gành Ráng, Bình Định.
Hàm Bạc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912. Ông là nhà thơ nổi tiếng khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam. Theo gia đình Hàm Bạc Tử thì vào khoảng đầu năm 1935, họ đã phát hiện những dấu hiệu của bệnh phong trên cơ thể ông. Nhưng mãi đến ngày 20 tháng 9 năm 1940, ông mới nhập viện tại nhà thương Quy Hòa, Quy Nhơn và từ trần vào lúc 5 giờ 45 phút rạng sáng ngày 11 tháng 11 năm 1940 tại đây, khi mới bước sang tuổi 28. Khi mất, ông được an táng trong nghĩa trang Quy Hòa. Năm 1959, mộ phần ông được cải táng ra đồi gần Ráng. Trên nền mộ cũ, vợ chồng nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vì mến mộ thi sĩ đã xây dựng một đài tưởng niệm vào năm 1991. Đường vào nhà lưu niệm những ngày cuối đời của thi sĩ Hàm Bạc Tử. Phía trước là nhà thờ Quy Hòa. Trước mặt chúng tôi là nhà lưu niệm Hàm Bạc Tử, do chúng tôi đến sớm nên chưa mở cửa. Bảy giờ lên đường về Phan Rang, chiều dài 312 km. Trên đường đi ghé tham quan nhà thờ Mằng Lăng. Qua cầu Lệ Uyên thuộc phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Nhà thờ Măng Lăng là một nhà thờ Công giáo nằm trên địa phận huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là nhà thờ thuộc giáo xứ Măng Lăng, nơi sinh của chân Phước An Rê Phú Yên, một trong những vị tử đạo bổ mạng của giới trẻ Công giáo. Nhà thờ hiện nay cũng là nơi hành hương vào dịp lễ kỷ niệm chân Phước An Rê Phú Yên và thánh lễ cầu cho giới trẻ Công giáo Việt Nam. Với lịch sử hơn 120 năm tồn tại, xây dựng năm 1892, nhà thờ Măng Lăng được coi là nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất của Việt Nam. Đây cũng là nơi lưu trữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên phép giảng 8 ngày của linh mục Alexander Roth, in năm 1651 tại Rome, Ý. An Rê Phú Yên sinh vào khoảng năm 1625 hoặc 1626 gần trị sở dinh Trấn Biên, nay thuộc thôn Hội Phú, xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. An Rê là con út của một người phụ nữ bộ đạo tên thánh là Joanna. Năm 1641, linh mục Alexander Roth đã rửa tội cho ông cùng với 91 người khác. Ông được đặt tên thánh là An Rê. Mẹ đỡ đầu của ông là quận chúa Maria Magdalena Ngọc Liên, vợ trấn thủ Trấn Biên Nguyễn Phúc Vinh. Ông tham gia vào tổ chức của linh mục Alexander Roth với vai trò là giáo lý viên, còn gọi là thầy giảng. Năm 1642, ông được linh mục Alexander Roth đưa ra Hội An để học trường các thầy giảng, trở thành học viên xuất sắc nhất mặc dù còn trẻ. Việc truyền đạo thời đó gặp rất nhiều khó khăn do quan niệm của các quan lại ảnh hưởng tam giáo cho rằng đạo Công giáo là bàng môn tà đạo, cần phải bị diệt trừ. Ngày 25 tháng 7 năm 1644, trong khi truyền đạo ở Quảng Nam, ông bị quan binh sở tại bắt giữ và tống giam vào ngục. Ngày 26 tháng 7 năm 1644, ông bị tuyên án tử hình. Ngay chiều hôm đó, ông được giải qua các phố ở Kẻ Tràm, Quảng Nam để thị chúng. Tương truyền ông bị đâm nhiều nhát giáo xuyên cạnh sườn rồi bị chém đầu sau đó. Chối từ xa phàm trần sẽ được sống hiền vinh, vì đấng phán xét trong quyền linh đã từ nhận đau đớn với muôn khổ mình. Hãy subscribe.
10 giờ tiếp tục hành trình về Phan Rang, đoạn đường còn lại khoảng 248 cây số. Chuẩn bị vào đèo Cả. Rẽ trái vào đèo Cả, rẽ phải sẽ vào đường hầm đèo Cả. Đèo Cả là một trong những đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung Việt Nam. Đèo cao 333m, dài 12 km, cắt ngang qua dãy núi Đại Lãn ở chỗ ráp ranh của hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa trên quốc lộ 1A. Qua cầu sông Cái, thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Còn 19 cây số là tới Phan Rang. Tới thị trấn Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Đường này đường Trường Chinh này. Thank you.
5 giờ 15 ngày 17 tháng 5 năm 2018 lên đường về thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài 342 cây số. Hồng ân Chúa đưa con.